Hello chào các bạn ạ. Để ngày mai Linh Báo có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Ngày hôm nay Linh Trang Dân Trí mình thấy có một cái bài có cái tiêu đề Hạo dẫn cách nhà đầu tư rục rịch gom đất nền tỉnh lẻ. Đất nền tỉnh lẻ thì hôm nay các bạn hiểu những cái tỉnh nào mà nó nằm ven những cái thành phố lớn, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội đó, thì gọi là tỉnh lẻ. Nói chung là cũng mang tính chất chỉ là một cái từ thôi các bạn, chứ còn không phải là đất tỉnh lẻ là rẻ đâu. Có những cái đất ví dụ như là Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, các bạn vào trong cái khu vực trung tâm là giá vẫn rất là cao, không có hề rẻ đâu các bạn. Đó là cách người ta dùng từ ngữ thôi. Mình cũng lướt sơ một cái bài này, mình thấy người ta viết cũng mang một cái yếu tố gì đó, nó hơi quảng cáo một tí các bạn. Thì thôi mình bỏ qua cái việc đó đi. Mình chỉ nghĩ là qua cái bài này mình chia sẻ thay các bạn cái thực tế nó như thế nào và chúng ta cần làm gì, trang bị những cái gì để đi mua những cái đất, cái vùng gọi là tỉnh lẻ này. Hôm nay là như vậy các bạn ạ. Chị Phượng, một nhà đầu tư kim môi giới bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ sau giãn cách xã hội đến nay, chị liên tục dẫn khách đi xem đất tại Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu, trung bình là 3 đến 4 chuyến một tuần. Đa phần khách chủ động đạt yêu cầu và lên lịch hẹn đi xem đất. Mỗi chuyến đi thường 5 đến 6 khách, nhưng có hôm phải thuê xe 16 chỗ ngồi để đáp ứng nhu cầu tăng cao sau dịch. Thì cái thông tin này đúng hay không thì chỉ có người viết mới biết các bạn. Thế còn mình cũng không rõ nữa. Một tuần mà đi từ 3 đến 4 chuyến, mỗi một chuyến như vậy là 5-6 khách. Mình không rõ khách này là khách như thế nào, ở đâu mà nhiều khách đấy như vậy. Nhóm khách này chủ yếu săn lùng những đất diện tích khoảng 100, 500 và 1.000 mét vuông với giá là 2 đến 7 triệu đồng một mét vuông, nằm gần mặt tiền quốc lộ 55 hoặc là dự án Novavax Hồ Tràm quy mô 1.000 mét vuông. Các sản phẩm có giá tăng 5 đến 10% so với thời điểm trước dịch, nhưng khách hàng quyết định xuống tiền khá nhanh. Chỉ hơn một tháng nay, chị Phương đã hỗ trợ khách mua 16 lô đất ở riêng Bình Châu. Bản thân chị cũng vừa chốt lô thứ 5 tại đây. Không biết đúng sai như thế nào, chúng ta nghe như vậy thôi các bạn. Vẫn có khách giữ tâm lý thận trọng, nhưng phần đông quyết định xuống tiền khá nhanh khi tận mắt chứng kiến tốc độ hoàn thiện hạ tầng tại Bình Châu. Nhiều khách hàng Hà Nội đầu tư theo nhóm sẵn sàng chốt những giao dịch giá trị vài chục tỷ đồng mà thậm chí không cần đi xem đất, chỉ nhìn qua định vị và hình ảnh. Cái này thì mình theo mình nhận xét là nói hơi quá đó các bạn. Bữa nay mình chưa thấy ai đi mua đất mà định vị về tin về đi xuống tiền là ít lắm các bạn. Trừ trường hợp đất mà nó nằm trong dự án của anh Vượng đồ ấy thì ok, không có chạy nào hết trơn á. Chứ còn đất còn mơ hồ như thế này mà chốt trên định vị vệ tinh thì mình là không dễ đâu các bạn. Trừ trường hợp chỗ đó các bạn biết rất là rõ ràng, ít ra các bạn đánh đó và đâu ba lần rồi, ngắm nghía cái miếng đó là coi như chắc cứu rồi. Bây giờ là chích lạm phát nữa, chủ nhà có muốn bán hay là không, thỏa thuận được cái giá là xuống tiền thì cái đó thì mình thấy ok. Bây giờ muốn đắt mấy tỷ mà các em mua qua định vị vệ tinh hình ảnh là thấy mình là, nếu như lần đầu tiên mình nghĩ điều đó không thể xảy ra được các bạn. Thị trường đất nền tại khu vực Bảo Lộc, Lâm Đồng, Hào dẫn cách cũng sôi động không kém. Anh Trịnh Minh Hải, một nhà đầu tư cá nhân cũng là môi giới bất động sản tại khu vực này cho biết, ngay trong những ngày hạn chế đi lại vẫn có không ít khách hàng gọi hỏi mua đất nền Bảo Lộc. Sức cầu thị trường là có, nhưng chưa có giao dịch do tâm lý nhà đầu tư muốn đến tận nơi xem tận mắt. Như cái nhà đầu tư Trịnh Minh Hải nói mình còn nghe cái lý được các bạn. Điện hỏi tham thì có, nhưng mà muốn mua là phải đến tận nơi xem tận mắt. Chứ cái mà đi chở đi chốt ầm thì hơi bị quá đó các bạn. Từ những dự án mà nằm trong Vinhome là Novaland là gì đó, dự án đó như bạn biết là người ta đã sai mão sơ đồ trơn rồi, nằm trong khung trong khổ hết rồi.
không có dính gì đến quy hoạch, không có dính gì hạ tầng, không có dính gì đến pháp lý. Những ông to ông lớn đó thì cơ bản người ta nắm rất là chắc vào. Khi có tỉnh mở cửa cho người đến từ thành phố Hồ Chí Minh, các nhà đầu tư cũng nhanh chóng có mặt tại Bảo Lộc để xem những lô đất mà họ đã để ý từ trước. Dọc theo các cung đường nhựa, không khó bắt hình ảnh từng đoàn ô tô mang biển số thành phố Hồ Chí Minh nối dài. Anh Hải ghi nhận ít nhất 14 giao dịch đã được thực hiện thành công tại Bảo Lộc từ đầu tháng 11 đến nay. Riêng anh cũng có chốt lời một vài lô tại đây. Mặt bằng giá đất tại Lâm Đồng tiếp tục đi lên so với trước giãn cách. Một lô đất tại Bảo Lộc rao bán giá 1,4 tỷ đồng một sào, tức là 1.000 mét vuông trước đây, nay lên 1,6 tỷ đồng một sào. Đất nền Đông Thanh, Lâm Hà trước đây chỉ 1,2 đồng một sào, nay đã lên 1,5 đến 1,7 tỷ đồng một sào. Các bạn biết là giá nó tăng thêm 10 đến 20% rồi các bạn. Nếu được dịch thứ năm bùng phát như nhiều người lo ngại thì mọi người cũng đã sẵn sàng tâm lý sống chung với dịch. Những nhà đầu tư có dòng tiền ổn định sẽ xuống tiền giai đoạn này. Khi nhìn thấy xu hướng giá bất động sản chỉ có thể tăng hoặc là đi ngang. Có cái nhìn thận trọng, chuyên gia kinh tế Đinh Tư Hiển cho rằng hoạt động mua bán hăng hái của các nhà đầu tư ở một vài khu vực xuất phát từ nỗ lực của một số môi giới cũng như chủ đầu tư trong dự án nhỏ. Nhìn tổng quan thị trường, tình hình thanh khoản không như kỳ vọng của các doanh nghiệp. Điều này xuất phát từ 3 lý do chính sau đây. Thứ nhất là do tình hình đi lại chưa thực sự thuận lợi. Các nhà đầu tư chưa thể tự do lùng sục sản phẩm tốt tại các vùng đất mới. Trong khi các sự kiện lớn lâu kéo nhà đầu tư đến dự án vẫn còn hạn chế. Tôi nghĩ là ông ta có sự nghi ngờ. Đợt vừa rồi báo chí nó đăng như vậy. Theo quan điểm cá nhân của ông đây là có thể là một sự nỗ lực của những cái doanh nghiệp nhỏ rồi đó, hoặc là một nhóm môi giới rồi đó. Còn theo đánh giá chung của ông á, nhìn tổng quan thị trường hiện bây giờ chưa có thuận lợi cho những cái giao dịch bất động sản. Thứ hai, phần đông nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng quan sát vì đang có sự mâu thuẫn giữa lòng tham và thực tế tài chính của họ. Các thông tin họ nghe ngóng được cho thấy giá bất động sản còn tăng nhưng dòng tiền của họ đang bế tắc. Họ muốn bỏ tiền đầu tư bất động sản thay vì kiếm tiền thông qua kinh doanh, nhưng lại đang gặp khó khăn về thu nhập và trả nợ. Đó, mua thì dễ, quan trọng nhất là cái này các bạn này, thu nhập và trả nợ. Nhiều nhà đầu tư mình để ý, người ta mua, người ta vay cũng tương đối đó các bạn. Ngồi có tiền tự có mình nói rồi, nhưng mà có tiền vay cũng chiếm một tỷ lệ cũng rất là khá. Bây giờ các bạn biết kinh tế nó đang hồi phục thôi, thu nhập nó cũng chưa có dồi dào. Nên quan trọng nhất là cái dòng tiền để trả nợ ngân hàng. Chứ đúng ra lãi suất ngân hàng hiện bây giờ đang rất là rẻ các bạn. Vay mua đất tại thời điểm này là một trong những thời điểm tốt nhất. Cuối cùng, cơ hội để khai phá những vùng đất tiềm năng với giá mềm ngày càng hiếm. Thị trường không còn nhiều khả năng tạo ra những cơn sóng đầu tư như cách đây mấy năm. Ông Hiển dự báo thị trường từ đây đến cuối năm tiếp tục diễn biến lình xình. Cũng theo vị chuyên gia này, hiện tại không phải là giai đoạn để nhà đầu tư có thể mạnh dạn xuống tiền. Những người mua giai đoạn này chủ yếu là nhà đầu tư đã hiểu biết về một dự án hoặc một miếng đất nào đó và chỉ xuống tiền khi họ biết rõ mức giá là hợp lý nhất. Đó, thì qua cái bài này chúng ta có thêm một cái góc nhìn nữa các bạn ạ. Chứ còn lúc đầu mới nghe qua một tuần mà đi 3-4 chuyến, mỗi một chuyến là đi 5-6 khách hàng, có khi là chở xe 16 chỗ, chúng ta tưởng đâu rằng là đất nó sót lại rồi. Nhưng thực tế nó không phải như vậy đó các bạn. Đó là một phần của bức tranh thôi. Những ảnh này có khi là người ta chụp ở đâu đâu rồi, bây giờ người ta gắn lên thôi. Có nhưng mà nó manh chắc lẻ tẻ. Ý ông Hiển nói là như vậy. Đó, thì qua cái bài này mình có một vài ý mình chia sẻ thêm với các bạn. Đó, tình hình bất động sản như các bạn biết là hiện bây giờ cũng tùy thuộc vào địa phương nữa. Một số nơi thì nhà đầu tư đã quay trở lại, nhưng mà nó còn mang tính chất nhỏ lẻ lắc đắc.
Chứ còn thị trường mà bùng nổ như cách đây mấy năm nói bạn là còn lao lắm. Còn lao ít nhất là phải vài năm nữa các bạn. Các bạn xem lại những cái hình ảnh mà năm 2016, 17, 18 các bạn hãy tưởng tượng là người đau vẫn đi như trải hậu đó. Như vậy mới gọi là sốc đất các bạn. Còn bây giờ những cái nhóm này là có những nhà đầu tư, các nhà môi giới, người ta giới thiệu một cái dự án nào đó. Anh em nó nằm trong một cái nhóm nào các bạn này. Rồi khả năng người ta tụ tập lại người ta đi. Đi đông như vậy thôi chứ còn thực hiện một cái giao dịch số lượng bao nhiêu thì mình cũng không có chắc các bạn. Báo người ta đăng mà thôi chứ chưa chắc là số lượng như vậy. Theo thông tin những bạn biết là hiện bây giờ phần đa là người ta thăm dò là chủ yếu. Mà mình quan sát thị trường ở Đà Nẵng nó cũng giống như vậy, không khác gì. Ngay chính bản thân mình đây, một số bạn cũng điện thoại, cũng mang tính chất thăm dò là chủ yếu. Hỏi thăm là tình hình thị trường bất động sản Đà Nẵng như thế nào, hiện bây giờ là nên đầu tư ở đâu, khu vực nào tầm khoảng 2-3 năm nữa là có khả năng tăng giá tốt, hay là tìm những cái bất động sản nào mà ai nó bị ngợp, ai nó bị ngân hàng nó dí các bạn này, thì giới thiệu mua được với giá rẻ. Hay là hỏi hiện bây giờ có dự án mới nào không, chủ đầu tư có mở bán hay là không. Thì tóm lại chủ yếu là thông tin là nhiều, chứ còn bây giờ quyết liệt để tìm một cái bất động sản thì mình thấy không có nhiều các bạn. Thì lâu lâu cũng có người chốc vài lô, nhưng mà số đó các bạn biết là nó rải rác. Ở vấn đề hiện nay là khả năng đi lại của các nhà đầu tư còn rất là hạn chế. Nhưng bạn biết là từ Hà Nội với Sài Gòn đi vào đây là đi bằng máy bay. Số lượng bay những bạn biết là còn rất là hạn chế. Rồi giá vé là cao nữa. Các nhà đầu tư còn rất là ngại. Dịch giả những bạn biết là mấy ngày nay cũng bùng lại rồi. Lâu nay chúng ta không để ý, thực tế là nó cao lại rồi các bạn. Trừ mình nghe như nghe thôi chứ còn chẳng sợ dịch Covid là gì nữa các bạn. Dịch Covid hiện bây giờ vẫn chưa dứt điểm, cứ lanh quanh lạnh quẩn biết bên hông mình thôi, chưa yên tâm được. Đứng qua Đà Nẵng 60 mấy ca, Hà Nội là 200 mấy ca, các bạn biết rồi đó. Nhưng mà chúng ta nghe nghe mà thôi chứ còn chả quan trọng gì dịch Covid nữa. Tới cái đâu không tới các bạn, bây giờ phải lo làm ăn cái đã. Đất trung tâm như các bạn biết là hiện bây giờ giá cao rồi, đầu tư mà để ra lãi khó lắm các bạn. Thành đất vàng, đất ngọc, đất kim cương rồi. Vốn liếng thì cao, mua xong rồi để đó. Đúng là khai thác cũng có dòng tiền đó, nhưng mà các bạn biết giá vốn cao lắm. Đất vùng ven tỉnh lẻ thì phải có thời gian để đi đến đó thăm hỏi tình hình như thế nào, cái quy hoạch địa phương đó ra sao, cái tiềm năng vài ba năm sau nó đúng là có bùng nổ hay là không. Nhiều khi người ta quảng cáo vậy thôi chứ còn nó thực sự như vậy là không là cả một câu chuyện. Khi các nhà đầu tư nắm số tiền, người ta tìm hiểu rất là nhiều địa phương khác nhau. Rồi mỗi địa phương như vậy là có nhiều vùng đất nữa. Có nhiều nhà đầu tư mà nó hấp bạn người ta đi cả tháng trời như vậy. Đi lùng sục khắp nơi. Không có dễ đâu các bạn. Để đánh giá tiềm năng một cái vùng đất là cả một câu chuyện. Rồi có sức cào thị trường như các bạn biết hiện bây giờ đang rất là yếu. Mặc dù giá tăng chứ không có giảm. Nhưng mà sức cào rất là yếu. Thanh khoản như các bạn biết là ít lắm. Tóm lại là thị trường không có sôi động, trầm lắng. Không còn cái cảnh mà hối hả lùng sục giống như cách đây mấy năm. Tuy nhiên đây là một cái thời điểm rất là tốt để đi sang bất động sản đó các bạn. Nhiều nhà đầu tư mà lão luyện, thời điểm trầm lắng là cái thời điểm đi sang bất động sản. Mà thời điểm nóng náo là anh bán ra. Còn mình thì lại khác.
mình là thời điểm trầm lắng, nó bạn đi mua là chê lên chê xuống đủ kiểu ra á. Các nhà đầu tư lão luyện phần đa là người ta đi ngược lại đám đông, đi ngược lại các cách làm thông thường của những nhà đầu tư. Mình là thời điểm trầm lắng là đi lựa cho có nhưng mà không có mua, mua sợ nằm bờ đó mấy năm mới chưa được ra khơi, cứ ngồi cứ trong miết mà giá không lên. Thị trường trầm lắng nó bạn là mua sang có khi 2-3 năm không tăng là chuyện bình thường, những nhà đầu tư lão luyện người ta mua sang người ta để miết đó, người ta cắm cờ đó thôi. Thời điểm nào là mua được với giá hợp lý, dễ mua dễ trả, tại vì không ai hỏi hay có một mình hỏi là nó dễ thương lượng giá cả hơn. Đi đến là nơi nào cũng sang đón mình, lúc đó mới gọi là thượng đế các bạn. Thế còn khi thị trường nó sốt nóng lên, mình hất bạn khách hàng mua không phải là thượng đế, lúc đó nó bạn là nó tranh nhanh giành giật nhau nó mua. Nếu mua đất mà nó bạn là phải ôm tiền đi bằng đây mà cạp cho được, hạn 7 ngày nó bạn có khi miếng đất nó qua 2-3 tay nữa. Thời điểm sốt nóng là các bạn đã từng đi tham gia thị trường là các bạn biết cái cảnh đó đông như như hậu đó. Có chuyện đó còn lao lắm bạn, còn xa lắm, lâu lao ở địa phương nào cũng có cái tin gì rộ lên thì như Hưng Quảng đầu năm làm cho 10 ngày rồi, chứ còn phần đa thị trường hiện bây giờ nhìn chung là có sự trầm lắng. Thì các bạn các nhà đầu tư thì mình nghĩ các bạn cũng cơ bản có kiến thức rồi, đi mua những cái đất vùng ven hay là mua đất những tỉnh lẻ gì đó thì nôm na điều quan trọng nhất là các bạn phải tìm hiểu cái quy hoạch của địa phương đó là vô cùng quan trọng. Khu các bạn mua là sau này nó quy hoạch làm gì là phải hỏi cái anh môi giới đó, anh đưa cái bản đồ ra cho mà xem, chứ còn không nghe ảnh chốc 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 ảnh chỉ tay đâu biết đâu. Mua trúng là xong về bữa bữa đi vào xem mở lại cái bản đồ lặn trúng cái chỗ quy hoạch mà sau này làm những cái công trình công cộng là coi như là mất tiêu rồi. Mua thì mua giá thị trường nhưng mà nhà nước đang là đang cái giá của nhà nước rất là rẻ, coi như là sự đầu tư của chúng ta là lỗ. Cho nên mua qua mạng qua đồ chi là phải tìm những anh môi giới địa phương là phải cho tốt tính cho chắc chắn, những người mà mình đã từng giao dịch rồi á, còn không nghe chốt đi anh mấy ngày hôm nay là người ta thay nhau người ta đi rầm rộ hối thúc xuống tiền phát là vài ba bữa sau đi vào nhìn đất mới thấy ngẩn ngữ ra. Nhìn định vị là cũng mang chắc là tham khảo thôi các bạn, không có gì chắc chắn ra cả. Như nhà đầu tư của nó bạn đi là có thêm bản đồ đó cả. Ở địa phương nào ảnh cũng có bản đồ ra cả. Các bạn thấy nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp như vậy đó, đi tới đâu là ảnh lật bản đồ ra ảnh coi, các bạn biết là người ta chuyên nghiệp như vậy. Rồi sổ sách phải đàng hoàng, trong đất là phải có đất ở. Chứ còn bây giờ mua đất rừng, mua đất ruộng hay là đất trồng cây lâu năm gì đó không biết có lên được hay là không, bởi vì nó tùy thuộc vào quy hoạch của địa phương nữa, cái vùng đó có lên được đất ở, có quy hoạch đất ở hay là không. Cái vùng đó người ta tô màu không phải lên đất ở mà chúng ta mua là coi như là sau này không lên được là đất nó cũng bỏ, không làm được gì hết các bạn. Nhìn tiền rẻ hàng xào thì mấy tỷ quy ra mét vuông rồi thôi, chỉ có 1 triệu 2 triệu một mét vuông thôi, cho nên tháng rẻ. Nhưng mà quan trọng nhất nó không lên được đất ở thì đất nó cũng không làm được cái gì ra, các bạn chỉ được trồng cây thôi. Làm nhà ở thì chính quyền xuống đập phá thì cũng làm được gì đâu. Pháp lý sổ sách là phải đàng hoàng, có giấy có tờ đàng hoàng, ký đóng dấu đàng hoàng, đường xá đàng hoàng, thông thoáng có dân, có những cái tiện ích ít nhất và đâu bờ cây số mà có những nơi đó là có khả năng kéo được điện nước nữa kìa. Còn mua những cái vùng đất mà nó xa xăm quá, nhìn thiển rẻ nhưng mà nó thiếu nhiều thứ quá, các nhà đầu tư tới người ta mua người ta cũng rất là ngại các bạn. Thì ngày nay mình có một cái bài nhỏ nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.